Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hiền Phương, phụ trách truyền thông của Phong thủy Pizento, thành viên của Gisato, một trong những công ty thi công thiết kế hàng đầu Việt Nam. Và chào mừng các bạn đã đến với chuyên trang chia sẻ kiến thức phong thủy phòng thờ của Pizento. Và hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bài trí phong thủy phòng thờ theo tuổi cho gia chủ sinh năm 1973 Quý Sửu. Quý vị, đối với người Việt Nam thì việc báo hiếu và thờ cúng nói chung hay cụ thể là việc thờ cúng tổ tiên là điều vô cùng quan trọng. Và hiện nay theo phong thủy phòng thờ từ Quý Sửu 1973 thì người ta thường xây dựng một căn phòng riêng để thờ cúng. Việc xây dựng phòng thờ theo phong thủy từ Quý Sửu 1973 cũng vô cùng quan trọng. Điều này có thể mang đến những điều may mắn tốt đẹp đến cho gia đình. Và với đa phần người Việt Nam nói chung và với gia chủ từ Quý Sửu nói riêng thì phòng thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh. Về một khía cạnh nào đó thì nó như một nhịp cầu kết nối giữa âm và dương, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Và hơn thế nữa, việc đặt phòng thờ đúng cách, đúng theo phong thủy phòng thờ theo tuổi thì sẽ giúp cho gia đình có được giàu sang, phú quý, con cháu khỏe mạnh, thông minh, gia đình hòa thuận. Đối với tuổi này thì năm sinh dương lịch là 1973, năm sinh âm lịch là Quý Sửu, khỏe mạnh là Cấn Thổ thuộc Tây Tứ Mệnh, ngũ hành là Đại Khê Thủy, có nghĩa là nước khe lớn. Phòng thờ theo tuổi Quý Sửu thì cũng phải tuân theo các nguyên tắc phong thủy nhất định, giống như các không gian quan trọng khác ở trong nhà là nhất vị, nhị hướng. Và với một không gian mang tính chất tâm linh như phòng thờ thì chúng ta càng phải lưu ý đến việc bố trí hợp lý và theo phong thủy, nhất là phải hội tụ đủ cả hai yếu tố tọa cát và hướng cát, có nghĩa là đặt tại vị trí và hướng bàn thờ đẹp sang trọng, sao cho đón được cái nguồn năng lượng tốt lành và tránh đi nguồn năng lượng xấu. Gia chủ tuổi Quý Sửu thì nên đặt bàn thờ theo các hướng tốt, đó là hướng đông sinh khí, hướng bắc duyên niên, hướng đông nam thiên y và hướng nam phục vị. Bên cạnh đó là các hướng xấu mà các bạn cần tránh, đó là hướng bắc họa hại, hướng tây bắc tuyệt mệnh, hướng tây nam lục sát và hướng tây ngũ quỷ. Vừa rồi là những thông tin và cách sắp xếp phòng thờ cho gia chủ sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cảm thấy hữu ích.